Chào gái Julie. Chào nay tươi thế. Tươi không cần tưới nhỉ. Lâu lâu nói chuyện cũng vui ha. Ừ đó, tớ mong hôm nay mãi luôn. Mắc tết ta. Sẵn sàng gọi món cho các cô. Cà phê nhé. Một cà phê ạ, cho hai cô luôn. Ok. Thôi rồi. Mắc hơn như thế đó nha. Phải cười trừ thôi. Cảm ơn. Su hả? Bó tay luôn. Vậy chắc trả được tip rồi. Julie nhìn kìa. Đừng nghỉ ngơi chút thật là tuyệt. Wow, đẹp trai vậy mà. Lấy hết giúp tôi. Wow. Vậy chắc đủ nhỉ. Đẹp trai mà còn giàu sao. Cảm ơn anh. Chà, chào đằng ấy. Chào. Chào hai nàng. Chúng ta rời khỏi đây nhé. Hả? Em bé đạp sao? Bé con của mẹ thèm ăn kẹo à? Mẹ có kho kẹo bí mật nè. Không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Cái đồ kỳ đà cản mũi. May mà mình đã tính được trước rồi. Cô biết quy định mà. Tôi sẽ xử lý thứ này. Không được để bị cám dỗ đâu. Tôi sẽ ăn sạch. Tôi sẽ hy sinh vì cô chủ. Anh ta nghĩ mình có món kẹo đó thôi sao? Mình còn đồ ăn dưới giường nè. Sắp rồi. Cho xin nhé. Thất vọng quá đi. Thôi nào, anh quá đáng ghê. Không ăn kẹo nhé, cô hiểu chưa? Đi với tôi. Đồ ăn sẵn sàng rồi. Bất công thực sự. Ít nhất thì chúng ta cũng có món gì đó để ăn. Tôi xin phép. Chúc cô chủ ngon miệng ạ. Mình có bim bim bí mật cho những lúc khẩn cấp nè. Nhìn xem, đẹp tuyệt luôn. Cơ mà táo thì lành mạnh hơn. Chờ chút nào, đừng làm thế. Chậm rồi nhá. Cô chủ ăn trái cây đi, ngon lắm đó. Ai tin chứ. Ôi là trời, gì vậy má? Hả, cái gì? Tôi có thấy gì đâu. Quả nho này ngon tuyệt luôn. Còn nữa đó nha. Tôi đâu cần anh nhắc đâu. Để tôi ăn hết cho anh vừa lòng. Úi, rơi dĩa mất rồi. Để tôi lấy cho cô chủ. Cơ hội là đây. Được rồi, của cô chủ đây ạ. Cảm ơn. Tôi thích bánh mì lạt lắm. Ngon tuyệt vời. Có gì đó sai sai thì phải. Có phải tiếng bim bim không? Đâu có, không phải tiếng bim bim đâu mà. Chắc chắn là có tiếng mà. Tí nữa là tiêu. Tôi về phòng đây. Thôi rồi, rắc rối to rồi đây. Úi. Biết ngay mà. Tại em bé thèm thôi. Ok, tôi ăn nho là được chứ gì. Trà của cô đây ạ. Cảm ơn. Cứ từ từ. Chờ chút, tôi sẽ quay lại ngay. Ôi, tuyệt quá. Tôi mong nãy giờ luôn đó. Thế tôi uống nhé. Khát nước quá trời. Đã ghê. Ấm cả bụng luôn. Gì đấy? Chính là sự kiện của năm nay á? Đương nhiên, có nhiều anh trai dễ thương ở đó lắm. Sao cậu lại cho rằng tôi đang mặc cái đầm xinh nhất chứ? Tối hôm đó sẽ tuyệt lắm cho xem. Mong quá à. Wow, nhìn gái đó sang chảnh ghê. Này, anh quản gia. Dạ cô, có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi không mặc vậy đâu, mua đồ mới cho tôi đi. Đương nhiên rồi thưa cô. Mình sẽ trở thành hot mom. Mình thích tướng chàng nhắn sắc lắm. Ái chà, nhìn diện ghê. Nhiều đồ để chọn quá à. Đầu tiên là cái đầm đỏ sang chảnh này. Ôi, long lanh ghê. Cô ơi. Quay lại đi. Vâng. Hơi bị trần ý. Chắc phải giật mạnh xuống. Cô ơi. Hay để tôi giúp cô một tay nhé. Thử cái tiếp theo nào. Chắc sẽ vừa đó. Chút nữa thôi mà. Sắp rồi. Cố lên cô chủ, cô làm được mà. Nó không vừa bụng bầu của tôi. Mình có nên dùng bơ không ta? Chắc sẽ trượt qua đó. Thử cái này đi. Mình bắt đầu bực bội rồi à. Làm được mà, đóng vào đi. Cô làm được mà. Gì đấy? Rõ ràng là cái nút này hỏng rồi. Anh quản gia đâu? Tôi trốn để đề phòng cái nút bắn đi ấy mà. Cái nữa nhé.
của cô đây. Cô ơi, chúng ta hết đồ mất rồi. À, thôi nào, không có chiếc nào vừa cả. Khoan, cái đó rách rồi hả? Thôi dẹp đi, mình bắt đầu bực lắm rồi đấy. Kêu với, kẹt mất rồi. Không, vậy thì sao mà mặc này nữa. Cô ơi, đúng là phép màu. Tôi tìm thấy cái đầm vừa khít rồi, trông mình sao ta? Tôi thấy dễ thương ạ. Anh thấy sao? Rất là quý sự tộc ạ. Ồ, cảm ơn. Trời đất quỷ thần ơi. Sao thế? Anh giấu gì tôi à? Đâu có. Ngủ ngon nhỉ bà yêu. Mệt quá đi. Ow. Tối nào cũng vậy luôn đó. Mình bầm dập hết luôn. Nhưng cũng đáng mà. Mình sẽ nằm ở phía này vậy. Vậy thì vẫn ngủ được một miếng. Mong là thế. Chuẩn không cần chị. Đến lúc ngủ chơi đẹp ra rồi. Lạnh quá. Sao em lại làm thế? Em yêu, cho anh đắp chăn chung với. Một tí tẹo thôi cũng được. Hả? Chuyện gì vậy? Mình không ngủ được. Không thể thoải mái nổi luôn. À, biết rồi. Chúng ta có thể dùng gối để chèn chỗ bụng bầu. Mong là hiệu quả. Lan qua nào. Vậy ổn rồi. Giờ mình ngủ thôi em. Không được anh ơi. Cũng đáng để thử mà. Biết rồi, cảm ơn. Khoan, anh có ý này. Xem nè em. Au, wow. Cẩn thận. Julie, lên tiếng đi Julie, em đâu rồi? Em ổn chứ? Em ổn, chỉ là mệt thôi anh. Sao mình có nhiều gối thế nhỉ? Để anh xem nào. Chắc dùng cái này được đó. Nhỏ xíu à, em muốn cái nào to hơn. Đây nè em yêu, donut khổng lồ á. Cái này sẽ giải quyết mọi thứ. Em thử đi. Đỉnh quá à. Hạnh phúc quá à. Ngủ ngon nha em yêu. Lại bị bầm cho xem. Ngủ dưới đất cho rồi, ít nhất thì cũng có không gian. Mình mong được đi shopping bữa giờ luôn. Chọn cái em thích đi. Úi, nhìn cưng ghê. Còn mình thì thích mấy cái kính ấy. Hay là thử phát nhở. Wow, đẹp quá ta. Nhìn được phết. Màu ưng hết sức. Cảm giác ok nha. Giống như siêu sao nhạc rock á. Quá là hợp lý. Cái này hợp nhất nè. Thẻ credit của mình đâu nhỉ? Úi, sao mà nhặt lên được trời. Miles, anh đang làm gì thế? Bình thường mình hợp màu vàng lắm. Không biết sao nữa. Chắc mình phải tự nhặt rồi. Xong được rồi. Cẩn thận. Xong lấy được rồi. Mình muốn gập gối lại. Thôi nào. Biết vậy mình đã đi tập yoga cho rồi. Có lố không ta? Mệt xỉu luôn đó. Mình cần giúp đỡ. Này em yêu. Biết ngay là cái gắp này sẽ hữu ích mà. Em thấy cái áo này sao nè? Chà, mình thích nó. Ấy chà, thôi mặc đồ cũ cho rồi. Em có ổn không vợ? Đúng thứ mình cần rồi. Thế này đơn giản hơn nhiều. Để anh lấy. Nhặt lên này. Thật luôn hả trời? Sao em không nói trước? Anh mua váy cho em nè. Ôi, anh là số 1 đó. Anh sẽ làm mọi thứ vì em mà. Và bé con nữa. Chúng ta đi ăn nào. Vậy mới là sống chứ. Này, chị trả tiền đi chứ. Úi. Chào. Này. Tôi có biết hai cô không? Kỳ cục ghê.
Này, mơ mộng đâu phải cái tội. Bầu to ngủ khó khăn quá. Anh ơi, anh còn thức không đấy? Sao vậy vợ yêu? Anh lấy cho em gì ăn với nhé, em và hai đứa nó đói rồi. Ok, để anh tìm đồ ăn vặt. Cảm ơn hai bé yêu. Có snack dưới đây, anh mang cho em đủ món luôn luôn. Em chả thích món nào trong số này cả. À, em biết rồi, anh tìm lại trái cây này cho em nhé. Trái cây sao? Nhưng giờ đã khuya lắm rồi. Canh ba gà gáy chứ ít gì. Anh hy sinh vì em và các con đi. Mình còn chả biết đi đâu tìm nữa. Xem nào. Thôi xong, đóng cửa mất rồi. Bên kia cũng thế. Ok, đã đến nước này thì mình phải tự tay đi hái thôi. Không, mình lỡ tàu rồi. Chờ đã, mình nghĩ ra cách còn đỉnh hơn thế nữa. Máy bay chính là phương tiện du lịch xịn sò nhất. Ok, giờ đi tìm loại quả đó thôi. Chắc nó đâu đó quanh đây thôi. Ôi trời ơi, kia rồi. Mình tìm được rồi. Lại đây nào, thứ quả ngon lành. Vào lọ của anh mày đi nhé. Không thể tin nổi mình đã làm được. Anh về rồi này, có món em thích luôn. Mẹ ơi, dậy đi, trái em thích nè. Trái em thích ạ? Thôi em không thèm nữa rồi. Cuối ăn sạch mấy món mình mang tới hồi tối luôn. Như mình đã đi cả quãng đường như thế, không công bằng tí nào. tự nhiên mình đói quá. Anh ơi, dậy dậy, em bị khó ngủ thế nào ý? Ok, em ôm đi này, có khi lại thoải mái. Em thích bông hoa này không? Hay chút nhạc sống nhé. Thế chú gà cao su hài hước này thì sao? Anh có cả giấy vệ sinh luôn nhé. Nhìn này, cả một chồng tiền mặt luôn. Ok, đến lúc xài tuyệt chiêu cuối rồi. Một bé cún. Yay, đúng thứ em muốn rồi chồng ơi. Em cảm ơn cục cưng nha. Nịnh xong rồi ngủ cho khỏe nhé vợ. Đêm này thích quá đi. Con bé ở đâu nhỉ? Julie. Với, con nghe thấy bố hét nên con đến nè. Ồ, nhìn con đổ mồ hôi kìa. Chờ chút, để bố lau đi cho nhé. À, đây rồi này, để bố. Dạ, hôm nay trời nóng dã man luôn, nhưng con muốn chơi nữa. Khoan Julie, để bố lau mặt cho đã. Bố rất vui khi nhìn con gái rượu thưởng thức bữa sáng ngũ cốc. Vâng, ngon lắm ạ, con rất thích. Nutella. Chắc chắn là phải ăn cho đã miệng. Mặt con dây bẩn hết rồi kìa. Ngồi chờ bố một xíu nhé. Cái quái gì, sao con bé bầy bẩn nhanh vậy? Ngon dịu, con thích sô-cô-la. Hết dậy luôn. Khỉ sẽ hôn bố nè bố ơi. Được rồi con yêu. Khỉ ơi, em là đồ chơi yêu thích nhất của chị đấy. Không. Hả? Bố ơi, giúp khỉ đi. Ui không, con bé sẽ cần xì mũi đấy. Phải có cách chứ ta. Ồ, quặn giấy vệ sinh này chính là giải pháp. Khoan, gì? Con bé xì mũi lên áo mình sao? Kê chết đi được. Con bé lúc nào cũng chạy đi hoặc bày bừa trước khi mình kịp giúp. Mà chờ một chút, mình đã nghĩ ra một cách hay. Ok, mình có cuộn giấy vệ sinh này. Mình sẽ lăn mở nó ra như thế này. Giờ thì lại cuộn mảnh giấy vệ sinh lại thế này. Đó, ok, tiếp theo mình sẽ cần dùng đến keo. Mình sẽ cắt làm đôi. Được rồi nè. Tiếp theo, một miếng bìa cắt tông. Mình sẽ cần một cây thước kẻ. Và con dao này thì mình sẽ dùng nó để cắt giấy. Đặt thước lên bìa cắt tông để cắt sao cho thật thẳng nhé. Lượng này đủ rồi. Giờ thì mình lấy giải này và cắt nó thành bốn hình vuông nhỏ đều nhau. Mình cần ống hút nhỏ này bởi vì mình muốn cuộn giấy cắt tông hình vuông xung quanh nó. Ok, giờ thì nhét nó vào bên trong cuộn giấy vệ sinh nhỏ. Quá xuất sắc, đây là cuộn giấy vệ sinh nhỏ xíu. Mình đã có giá đựng này nên mình sẽ móc cuộn giấy vào giá, làm nốt một cái tương tự và ta-da, mình có hai cuộn giấy vệ sinh. Và vẫn chưa hết đâu nha, đây thực chất là khuyên tai. Mình nóng lòng đưa khuyên này cho Julie để con bé dùng. Cô con này bé cưng, giờ con có thể lấy giấy mềm mỗi khi con cần rồi nhé.
Đó, con có thể kéo giấy ra khỏi cuộn. Oh wow, con có khuyên tay nhí nhảnh ghê. Kìa, giấy mình bị bẩn một góc, mình cần chút giấy từ khuyên tay. Chỗ này chắc đủ rồi, và giờ thì lau giấy thôi. Đó, trắng sáng tinh tươm. Hết chi. Xong rồi, đi ra thôi. Ủa, có người dùng hết giấy vệ sinh rồi sao? Ôi không, bố ơi, bố mang thêm giấy vệ sinh cho con với. Hả, Julie, đừng quên con có khuyên tay nhé. Nó sẽ giúp con, khuyên tay ấy Julie, khuyên tay nhé. Hả, khuyên tay à, đúng ha, mình quên dừ mất. Mình có thể dùng giấy vệ sinh tiện lợi này. Ở con này nhóc, đến lúc bú bình rồi. Không. Thôi mà, phải uống hết đó. Ú à nè. Bố định dắt mũi con à? Phải làm gì bây giờ? Chẳng có cách nào hiệu quả hết. Hay nghe nhà con nhé. Sao nhóc này lại ghét nhạc đến thế nhỉ? Cái lúc lắc này sẽ ổn thôi. Nhìn như sư tử con gì. Con ghét sư tử lắm. Con ghét bố nữa. Con nhóc này chẳng chịu cái gì cả. Thế thì phải thử cái gì lạ lùng thôi. Ok là đến lúc cất mật vợ yêu từ ảnh ra rồi. Giờ buộc dây vào đó. Đây là dây thun, rất con giãn nên sẽ được việc thôi. Tiếp theo là mặc áo choàng tắm của vợ. Ồ, mềm và mượt quá. Đã ghê cơ. Và giờ là khuôn mặt. Đeo nó ở chỗ tai này. Đỉnh của chóp. À, mẹ ơi. Uống sữa nha con. Tuyệt, mình thông minh thật. Cuối cùng bé con cũng chịu ăn. Sữa ngon quá. Rửa chai sạch rồi này. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Giờ đến màn pha sữa cho bé con. Canh thế nào là đủ nhỉ? Để đại đi. Cứ đổ vào thôi, chả sao đâu. Vương vãi hết rồi. Ok, lần này mình sẽ đong chính xác. Được một muỗng này. Từ từ, cẩn thận. Bục nhiều quá rồi, phải thổi bớt mới được. Bột sữa bay gấp nữa rồi. Ok, quá tàm ba bận này. Mình sẽ dùng mặt bàn để gạt bớt phần thừa. Trời, lạ lùng thế nhở. Sao lại khó vậy được ta? Mình làm được mà. Đừng run nữa. Sao tay mình run thế không biết. Trời đất ơi, bẩn thỉu quá đi mất. Nào, để em chỉ anh mẹo này. Anh sẽ cần dao cắt bơ đấy. Hãy cắt một đường trên nắp giấy thiết. Sau đó lột một nửa đi. Giờ anh có chỗ để gạt bột thừa xuống hộp sữa rồi. Thấy không, dễ như ăn bánh. Giờ anh pha đi. Wow, thì bột phẳng y như chỉ dẫn luôn. Đến lúc lách sữa cho bé con đáng yêu rồi. Hấp nhấp nhọc chọc 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 hấp chọc. Khiếp, chả vẫn phải cho bé con ăn mà. Bố ơi, con dùng xà phòng này để rửa chén được không? Hả, con định rửa chén sao? Được chứ, xà phòng đó ổn đấy. Nhiều xà phòng ghê, trơn trơn bọt bọt nè. Rửa chén thôi mà ồn ào thế nhỉ? Mình phải xem con bé thế nào mới được. Bừa bộn dã man chứ kìa. Thôi đừng dùng tay nữa con, lấy mút mà rửa đi này. Dạ thôi, mút chả nò mà, tay mới vui. Thấy chưa, mọi thứ đều sạch sẽ ạ. Cả ngón tay của con luôn. Chờ chút nào, mình nghĩ ra cách cực hay rồi đây. Ok, đương nhiên là mình cần miếng mút này. Mình sẽ cắt nó ra, chỉ lấy phần màu xanh để trà thôi. Và mình cần dùng kéo. Đến lúc cắt miếng trà này thành các dải nhỏ rồi. Thế là xong. Tiếp theo mình sẽ dùng găng tay cao su và chút keo. Mình sẽ thêm xíu keo vào từng ngón tay của găng tay. Và một miếng ở lòng bàn tay nữa. Giờ mình có thể cho miếng mút vào lòng bàn tay rồi. Chỉ cần dính nó lên chỗ keo thôi. Và rồi làm tương tự với những dải trà trên ngón tay. Vậy là xong. Mình đã tạo ra một đôi găng tay rửa chén sang chảnh. Olivia ơi, xem bố có gì cho con này. Găng tay xịn sò để rửa chén nè. Con thích đồ xịn sò. Cho con với, con đeo đây à. Cái này vui lắm luôn, con thích lắm. Bố cũng có này, giờ chúng ta rửa tiếp thôi. Đấy, để bố rót xà phòng vào miếng rửa chén của con. Rửa thôi nào. Sẵn sàng chưa, làm sạch mấy cái đĩa này thôi. Wow, xem chúng ta rửa được bao nhiêu là chén đĩa luôn kìa.
ngon lành này, tất cả đều sạch sẽ hết rồi. Tuyệt quá, đập tới nào. Bố không nghĩ là... Thôi kệ đi, nói chung là bố con mình quá xịn luôn. Ôi không, làm vỡ cốc rồi. Thế là phải dọn dẹp nữa. Có bố mẹ là tỷ phú thì sẽ thật tuyệt, nhưng gia đình cần có tình yêu chứ tiền cũng không quá quan trọng đâu. Bố mẹ đã làm điều gì đáng yêu cho bạn vậy? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.